hãy nói điều người khác muốn và cần được nghe lưu ý giùm mình chữ muốn và cần bản thân mình cũng xuất thân từ một chuyên viên tư vấn giống như anh chị em ở đây nhiều anh chị em ở đây và bản thân mình khi ở 4 tháng đầu tiên mình không có khách hàng nào cả anh chị thông thường ở một vai trò khi mà làm hai tháng đầu tiên mà không có khách hàng là coi như bị ao gọi là bị 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 sa thải đó thì bản thân mình làm 4 tháng rồi được ưu ái ở lại thì xếp cho thêm hai tháng nữa để coi là mình có khả năng sale hay không thì sau hai tháng trong quá trình mà còn hai tháng còn lại đấy thì mình mới đi tìm tài liệu để mình học là làm thế nào để có khả năng thuyết phục làm thế nào để có khả năng thuyết phục thì mình tìm trên amazon thì mình phát hiện ra một cái tài liệu đây là một tài liệu rất là cũ rồi và tài liệu đó xuất nó đã có nguồn gốc cách đây hơn 2.000 năm về trước một tài liệu rất là cũ nó nói về chủ đề là làm thế nào để để mà thuyết phục người nghe thì thông qua cái tài liệu này mình bắt đầu mình khám phá được rất nhiều bài học cực kỳ quan trọng mà trước đó mình không thể nào nghĩ đến được cái cách dẫn dắt của họ, cái cách giải thích của họ hoàn toàn hợp lý và cho đến nay nó vẫn đang hợp lý và cho đến nay nó vẫn đang áp dụng vào các chiến lược marketing, các chiến lược bán hàng trong các chương trình về nghệ thuật lãnh đạo nó vẫn đang rất là đúng. Đặc biệt là anh chị em sẽ thấy những cái cách này nó đang sử dụng trong các Philip clip quảng cáo của các tập đoàn lớn trên thế giới. Và bản thân mình đọc khi mà đọc đến tài liệu này, mình cũng không đủ khả năng để thẩm thấu hết nó được. Và khi không đủ khả năng thẩm thấu, thì mình đi hỏi thăm các chuyên gia ngày xưa mình hỗ trợ cho các chuyên gia mà mình hỏi thăm họ là cái kiến thức này được hiểu như thế nào và họ chỉ lại cho mình họ giải thích cặn kẽ lại cho mình bên cạnh đó mình cũng tự review lại tự nhìn nhận lại cái hành trình mà đi hỗ trợ trợ cho các chuyên gia cái cách trình bày của họ như thế nào làm thế nào để họ thuyết phục được người nghe làm thế nào để họ thuyết phục được khách hàng làm thiếu họ thế nào để họ thuyết phục được được học viên của họ mình sâu chuỗi lại và mình phát hiện ra một điều mỗi một chuyên gia đó có vẻ như họ có một cái khuynh hướng khuynh hướng đào tạo khác nhau có người thì rất là năng lượng có người thì rất là điềm tĩnh có người nói rất là nhanh và cao trào có người thì nói rất là chậm và ôn tồn có người thì cái cấu trúc bài trình bày của họ rất là chặt chẽ và ngược lại thì sao ạ à? cái bài trình bày của họ thì thiếu cái sự sinh động Tại vì cái cấu trúc đi theo cái cấu trúc rất là chặt chẽ nhưng mà có người ấy, thì họ trình bày rất là lôi cuốn và nó tạo cái sự hứng khởi nơi người nghe. Mỗi một người có một phong cách khác nhau thì mình nhìn thấy một điều. 9 giờ 9 giờ. Mình nhìn thấy một điều. là mỗi một chuyên gia họ có một cái phong cách trình bày khác nhau, không ai giống nhau, cho dù là họ giảng cùng một nội dung. Và mỗi một cách thức đó nó có khả năng chạm đến trái tim người nghe theo một cách khác nhau. Mình vẫn đang nói nhưng mình vẫn đang ý thức được việc mình đang nói. Chạm vào trái tim người nghe theo một cách thức khác nhau. Có thể trong chương trình này Người mà ôn tồn điềm tĩnh Họ làm chương trình Tạo ra tính hiệu quả cao hơn Nhưng có một chương trình khác Cái người mà cao trào cảm xúc Lại có cái hiệu quả kết quả nó cao hơn Vậy thì đâu là đúng và đâu là sai Thì mình khám phá ra một điều này đó các chị Mình đã khám phá rồi đó Và mình đã bắt đầu ứng dụng vào Trong quá trình mình tư vấn bán hàng Và mình có được những cái kết quả đầu tiên nhờ việc áp dụng cái kiến thức trong cái cái tài liệu là cuốn sách cũ mà mình mua được trên Amazon và mình có được một khách hàng đầu tiên mình có được một khách hàng đầu tiên và chính cái cái thời điểm mà cuối tháng sau, sau 6 tháng á cái khách hàng đầu tiên đó cũng là khách hàng cuối cùng của mình ở cái công ty đó bởi vì sau 6 tháng mình không đạt được doanh số và mình bị bị sa thải và mình tìm đến một công ty khác mình tìm đến công ty đào tạo khác và ở công ty đào tạo đó mình đã ứng dụng triệt để những gì mà mình đã áp dụng được, mình đã ứng dụng, mình đã khám phá được, được ở lần trước Và nó mang lại cho mình kết quả rất là bất ngờ với mình luôn Đó là trong một tháng mình chốt được 57 điều, 57 cái điều, 57 chương trình huấn luyện cho 57 khách hàng đấy Nó, anh chị em hình dung là gì? cái một khóa học ấy, cái học phí nó khoảng chừng là 32 cho đến là dao động là 32 đến 37 triệu. Thì mình chốt được 57 điều thì trị giá cái doanh số mình mang lại cho công ty trong tháng đó là 1 tỷ 7. Thì nếu cái số 1 tỷ 7 thì nó chẳng là nhầm nhò gì với anh chị em làm bất động sản cả. Nhưng anh chị em hãy hình dung là 57 điều này nó sẽ tương tự giống như 57 miếng đất nền hoặc 57 căn hộ chung cư mà anh chị em bán được. Nó tương tự như vậy. Tại vì bán một sản phẩm dịch vụ nó vô hình, nó rất là khó. Thì mình bán được 57 điều, mình trở thành best sale trong cái tháng đó. Và nhờ cái việc này nó tạo cho mình có niềm tin và động lực là mình có khả năng bán hàng được. Mình có khả năng bán tốt nữa đằng khác. Và tiếp tục là gì? Mình mới suy nghĩ đến một việc là tại sao trong cùng một thời điểm mà mình không thể nào tư vấn cho hai ba người cùng một lúc mà tại sao chỉ tư vấn cho một người thôi thì mình bắt đầu thực hiện cái việc là tư vấn group, tư vấn nhóm tư vấn 2 đến ba người cùng một lúc và nó đạt được sự hiệu quả mình là tiếp tục gia tăng lên một nhóm tư vấn là từ 5 đến 10 người, tức là cùng một thời điểm mình tư vấn cho 5 đến 10 người một thời điểm. Nếu như mình làm điều đó thì cái doanh số của mình nó sẽ tăng lên gấp ba bộ đúng không ạ? Ai trong anh chị em ở đây làm lĩnh vực tư vấn hoặc là bán hàng, anh chị em nghĩ tin rằng nếu như mình có khả năng trình bày tốt, khả năng thuyết phục tốt mà mình tư vấn nhóm số lượng đông hơn thì tỷ lệ chúng ta chuyển đổi và tỷ lệ doanh số chúng ta sẽ gia tăng lên rất là nhiều anh em nào tin điều đó sẽ ra nếu như chúng ta có khả năng tư vấn cho nhiều người cùng một lúc và có khả năng thuyết phục nhiều người cùng một lúc thì chúng ta sẽ gia tăng doanh số lên rất là nhanh và mình tiếp tục cái đà đó mình tăng lên số lượng là 30 đến 40 người là trong một hội thảo mình làm 30 đến 40 người và tỷ lệ chốt xe của mình mà rất là cao ấy thì cái khả năng chuyển đổi cũng sẽ rất là cao và thông qua quá trình đó thông qua cái quá trình đó mình gia tăng được cái uy tín của mình trong đội nhóm của mình và rất nhiều người là đồng nghiệp là nhân viên của mình mới nói là Anh Quốc ơi em có rất nhiều khách hàng rất là khó để mà tư vấn rất khó là để giải quyết và giúp đỡ cho họ Có cách nào anh tư vấn dùng mình hay không Thì mình nói là gì hiện tại bây giờ anh tư vấn rất nhiều các em có thể gom lại trong cùng một thời điểm mời họ lên công ty Anh sẽ tư vấn một lần anh sẽ dành ra thời gian 45 phút đến một tiếng để tư vấn một lần Và thế là gì mình mình có rất nhiều buổi tư vấn nhóm như thế và khi mà uy tín mình gia tăng như vậy thì rất nhiều khách hàng và đối tác của mình ấy, khách hàng mà mình mình tư vấn cho họ đó họ mời mình về công ty của họ để mà đào tạo cho đội ngũ của họ và từ đây nó giúp cho mình sống lại cái khát khao và ước mơ trở thành chuyên gia huấn luyện cách đó hai năm trước nó thắp lại cái ước mơ của mình cái con đường đi vào đào tạo của mình nó trở nên rộng mở hơn và khi mình làm điều đó rồi thì mình sẽ mình có cái cơ hội để trở thành coach trong một chương trình là sample pro conference ACR, một trong những chương trình đào tạo về sale rất là uy tín. Và khi làm course, mình cũng tạo ra sự ảnh hưởng trong những chương trình đó và mình trở thành program director của chương trình sale pro. Sau cái quá trình này các anh chị, nó là một bước đệm cho mình vững vàng để mình tiến đến hành trình trở thành một trainer. Trở thành một trainer. Vậy thì qua cái hoàn trình vừa rồi ấy, mình rút ra được ba bài học liên quan đến việc thuyết phục, liên quan đến việc thuyết phục Ba bài học liên quan đến việc thuyết phục. Bài học đầu tiên Bài học đầu tiên đó là hãy tìm đúng insight của người nghe. Người nghe, người nghe là là nói chung đấy, hãy tìm đúng insight của người nghe. Bí mật thứ hai là muốn tác động và thuyết phục nhiều người cùng một lúc thì chúng ta phải đa dạng phong cách trình bày. Muốn thuyết phục nhiều người cùng một lúc thì chúng ta phải đa dạng phong cách trình bày. Và cái thứ ba hoạt ngôn không vẫn chưa chắc đảm bảo sự thuyết phục hãy nói điều người khác muốn và cần được nghe lưu ý giùm mình sự muốn và cần mình dùng cái từ đó có cái mục đích của nó hãy nói điều người khác muốn và cần được nghe ba điều anh chị em nhắc lại giùm mình đi ạ ba cái bí mật đó là gì ạ ba bí mật đó là gì ạ ba bí mật là gì anh chị em nào mà nhớ được rồi các anh chị em nhắn tin cho mình để những người khác họ có thể đọc được tại vì chuẩn bị sang slide rồi thứ nhất là tìm đúng insight của người nghe thứ hai là muốn thuyết phục người nghe nhiều người cùng một lúc thì phải đa dạng phong cách trình bày lên thứ ba cái việc hoạt ngôn nó không phải là yếu tố tiên quyết tạo ra sự thuyết phục hoạt ngôn chỉ là một phần rất là nhỏ thôi cái điều quan trọng là mình phải nói đúng cái điều người khác muốn được nghe và cái quan trọng hơn là họ cần được nghe tại sao vì nói như vậy mình kể cho anh chị em nghe nghe cái câu chuyện của học viên mình họ ứng dụng như sau thông qua việc họ ứng dụng anh chị em sẽ học được cái bước bí mật đầu tiên đó là trường hợp của một học viên của mình đó là chị Mai Phương năm 2017 chị tham gia một khóa thuyết trình tự tâm của tâm tâm training chỉ là một chủ của một doanh nghiệp chuyên về đó Hà Cương rất là lớn và chuyên xuất khẩu sang thị trường là châu Âu, đặc biệt là thị trường của Đức. Và trong trong cái chương trình học của mình luôn, thì khi mình đang giảng thì chị ra ngoài chị nghe điện thoại khoảng chừng 15 phút. Sau 15 phút đó, chị quay trở về với lớp và chị, mình đang giảng thì chị chạy lên sân khấu. Và chị nói là thầy ơi, thầy đã cứu em một bàn thua trông thấy. Thầy đã cứu em một bàn thua trông thấy. Tôi mới hỏi là vì sao chị lại nói như thế Thì chị nói là gì Cái điều mà thầy vừa chỉ cho em Cái công cụ mà thầy vừa nhắc cho em Em đã ứng dụng ngay trong cái cuộc điện thoại này luôn Em vừa có một cuộc điện thoại Từ bên đối tác ở bên Đức Họ gọi điện qua họ cầm len Là cái cái lô hàng chuyển qua bên Đức đã Hoa Cương đã gặp men đó đã Hoa Cương đó bị vỡ có rất nhiều sản phẩm bị vỡ cái thứ hai là nó chậm tiến độ so với lại cái hợp đồng khi mà chậm tiến độ như vậy thì công ty ở Đức họ cũng chậm tiến độ với khách hàng mà anh chị biết người Đức họ rất là uy tín. Cho nên là gì họ rất là bực tức, họ gọi điện cho cái chị này là là chủ công ty và họ nói là gì? Tôi sẽ không nhận cái lô hàng lần này là một. Cái thứ hai là tôi hủy luôn cái lô hàng tiếp theo luôn bởi vì bên anh chị đã làm không đúng cam kết. Thứ nhất là giao hàng không đúng, chất lượng, thứ hai là giao hàng không đúng thời điểm. Nó làm mất uy tín công ty chúng tôi cho nên chúng tôi hủy các đơn hàng và hủy hợp đồng với anh chị thì chị Mai Phương đã ứng dụng ngay cái công thức mà vừa được học trong chương trình xong. Chị đã xoa dịu được khách hàng và cái kết cuối cùng đó là khách hàng vẫn nhận lô hàng đó và bù lại là công ty sẽ gửi sang những số lượng mà sản phẩm bị hư hại và họ vẫn giữ cái hợp đồng. Và chị Mai Phương chỉ Chị lên sân khấu chị ôm mình và chị khác Chị nói là chị thầy ơi thầy đã cứu em một bàn thua trong thấy Tại vì một hợp đồng như vậy lên tới hàng triệu đô các anh chị, hàng triệu đô một đơn hàng như vậy. Một cái kiện hàng đi bằng tàu lớn qua bên các nước Đức ở Tây Âu ở châu Âu là cả hàng triệu đô một đơn hàng. Và chị cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì là gì? Không không ngờ là cái điều mà họ cái chị vừa học nó đã giúp cho chị được như thế. Vậy thì chị đã ứng dụng như sau, bài học rút ra đó là anh chị ghi vô đây ạ, bài học áp dụng. Các bước mà chị đã áp dụng như sau. Thứ nhất, là lắng nghe sau anh chị ghi dùm mình rất là kỹ là từ lắng nghe sau nha lắng nghe chứ lắng nghe sau chứ không phải lắng nghe không đâu nha thông thường chúng ta chỉ lắng nghe thôi chứ chúng ta không lắng nghe sau cái thứ nhất là lắng nghe sau anh chị em biết từ lắng nghe trong tiếng anh có nghĩa là trong tiếng anh là gì không ạ listen đúng không ạ lắng nghe trong tiếng Việt của mình, cái ngôn từ tiếng Việt của mình nó rất là hay ở chỗ này anh chị em Anh chị em viết xuống từ lắng nghe, anh chị em tách ra làm đôi dùm cho mình Lắng nghe tách làm đôi Muốn nghe được thì phải lắng Muốn nghe được thì phải lắng Nhiều anh chị em nói là gì tôi đâu có nghe đâu Tôi không có hiểu Tôi không nghe, tôi không hiểu Bởi vì tôi đã không lắng lòng mình lại Lắng cái gì? Lắng cái lòng mình lại Lắng cái gì? Lắng cái tôi của mình lại rất nhiều anh em trong lĩnh vực là tư vấn bán hàng Khi gặp những phản đối của khách hàng Chúng ta đã không có lắng Chúng ta đã không có lắng lòng mình xuống Chúng ta đã không lắng cái tô mình xuống Để đặt mình trong vị trí của khách hàng Của người nghe Để chúng ta xử lý Cho nên chúng ta không có nghe được người ta nói Cái này mình chỉ nói mới nói yếu tố là lắng nghe thôi nha Mình chưa nói đến từ sau Nhiều người lắng nghe là gì Lắng nghe có chọn nghe một cách phớt lờ đầu đầu tiên này mặc dù là gì đứng nghe khách hàng nghe người nghe người ta nói đó nhưng mà thật ra cái tâm mình nó đang đi ở chỗ nào đó rồi chứ không phải ở chỗ đó không phải ở đó để nghe khách hàng đúng không ạ thứ hai là lắng nghe phớt lờ là chữ được chữ mất thứ ba là cố tình là lắng nghe có chọn lập là cố tình chọn cái chỗ nào quan trọng với mình quan trọng với mình nhé thì mình nghe còn chỗ nào mà không quan trọng với mình hay là quan trọng với khách hàng với người nghe thì mình bỏ đó là lắng nghe có chọn lọc Lắng nghe sâu có nghĩa là gì? Lắng nghe sâu có nghĩa là lắng nghe không bằng tai Mà lắng nghe bằng tim Lắng nghe bằng tim Anh chị em thấy điều này là quan trọng Thì nhắn tin quan trọng giúp mình Điều này hữu ích với anh chị em Có thể nhiều anh chị em đã biết Thì ngày hôm nay chúng ta được nghe lại Mỗi lần nghe chúng ta thấm hơn Đúng không ạ? Lắng nghe sau. Cái thứ hai là cái quan trọng vô cùng, cái thứ hai. Cái người nào là người thuyết trình giỏi ấy nó nằm ở chỗ này, bước số 2. Cái người nào là người tư vấn giỏi, người nào là người sale giỏi nó nằm ở bước số 2 này Nó nó bắt đầu nó nằm bước số 2 này, đó là bạn có tìm ra được cái insight điều mà người nghe thực sự muốn nghe hay không? 90% người làm tư vấn làm sale không tìm được insight mình nói như thế Tại vì sao mà nói như thế? Tại vì có rất nhiều nghiên cứu về chủ đề này rồi Anh chị em hãy tự xem lại coi là trong quá trình chúng ta tư vấn hoặc chúng ta thuyết trình á Chúng ta có tìm được insight, tìm được nhu cầu người nghe để chúng ta nói không? Hay là chúng ta chỉ nói về sản phẩm của mình Chúng ta chỉ nói tập trung nói về dịch vụ của mình hay chúng ta tập trung để biết được về tìm insight tìm cái nhu cầu thực sự của hình mà trong marketing người ta nói là sự thật ngầm hiểu ấy. mình nói là từ sự thật ngầm hiểu thì khó hiểu ấy. mình thấy ngầm hiểu là ngầm luôn là không hiểu được luôn á mình nói là điều thực sự người nghe muốn nghe tìm ra được cái insight bước số 3 là đồng cảm một phần với quan điểm của người nghe đồng cảm một phần điều này quan trọng khi chúng ta gặp một cái, một cái một cái điều gì đó từ người nghe bên dưới hoặc là từ khách hàng chúng ta đi hay là quay điện thoại đi là chúng ta sẽ phản ứng lại ngay chúng ta nói đâu cái dự án bên em đâu có như thế đâu dự án bên em là như thế này nè dự án bên em là như thế này nè ngay tại thời điểm đấy chúng ta đã không đồng cảm rồi ngay tại thời điểm đó chúng ta đã không đồng cảm rồi đồng cảm một phần không có nghĩa là chúng ta đồng tình với quan điểm của khách hàng. Cũng không có nghĩa là chúng ta phản bác quan điểm của khách hàng nha. Đồng cảm một phần là chúng ta đặt mình ở vai trò người nghe để chúng ta hiểu coi là họ đang có suy nghĩ gì, họ đang có cái tranh trở gì. Và tiếp theo là gì? Và chỉ đưa ra bằng chứng. Tương đồng, bằng chứng tương đồng. Cái thứ năm là chỉ đưa ra lời cam kết chỉ đưa ra một lời cam kết về cái dịch vụ về cái lô hàng trong thời gian tới như thế nào nó đảm bảo ra sao và cái thứ sáu là chỉ sử dụng cái là gọi là đồng hành tương lai có nghĩa là mở ra một cái hướng tốt đẹp trong tương lai chốt lại cái thông điệp ngày hôm đó để người nghe đó từ việc là họ khó chịu họ phản đối trở thành họ cân bằng và cuối cùng là gì họ thuận theo và cuối cùng là gì họ vui vẻ chấp nhận đó là một quá trình gần như là quá trình thuyết phục đàm phán